Chào các bạn, mình đến từ phụ kiện Pico và hôm nay mình sẽ dán thử cái cường lực của Mi 9 SE dành cho chiếc Mi 9 SE. Thì cái hôm trước mình đã làm cái video review về cái miếng cường lực Mi 9 SE không có viền đen và full màn hình. Thì hôm nay mình sẽ dán thử cái miếng Mi 9 SE này lên cái chiếc Mi 9 SE của bên mình, của khách hàng đến dán thử ở bên mình, để cho các bạn có độ tin tưởng nhất định về chất lượng sản phẩm, đảm bảo rằng cường lực trong suốt và full màn hình. Thì sau đây mình sẽ dán thử luôn. Thì mình đã bóc cái miếng Mi 9 SE rồi và bây giờ mình đã dán vào màn hình. Ở cái bước trước thì mình bóc ra rồi, thì cái bước đấy chắc là biết rồi, các bạn biết rồi, bóc và làm sạch. Và sau đó chúng ta đặt cân và chúng ta bắt đầu dán. Thì khi mà chúng ta đặt cân rồi, chúng ta việc thả ra thôi, thả ra và chúng ta gạt một đường thẳng xuống. Nếu các bạn không có cái gạt, dụng cụ gạt này, các bạn có thể lấy cái cạc điện thoại, cái cạc sim điện thoại ấy, mà thẻ cứng ấy, cho các bạn bọc cái miếng khăn vải ở cái bụng dán màn hình, bên mình có gửi kèm nên các bạn gạt cũng được, thì nó sẽ giúp là bong bóng nó sẽ đi hết luôn. Như bên mình đây gạt một cái là gần như nó ăn đến 99%, chỉ cần đẩy ra cái góc nhẹ, thậm chí là không cần phải dậy màn hình lên là đưa bong bóng ra. Thì cái chất lượng của miếng cường lực này tương đối là tốt trong cái tầm giá này, mình có thể nói là tương đối là tốt, bởi vì cái mức giá của nó rất hợp lý và full màn hình. Ngay cả phía Likin cũng, họ cũng miếng trong suốt của họ cũng không full màn hình. Đây các bạn, đây mình sẽ cận cảnh hơn cho các bạn xem. Thì dán vào rất đẹp luôn, đảm bảo độ mỏng tương đương với các cái cường lực đắt tiền khác. Và màn hình rất trong, các góc ôm khít luôn. Ở phía trên camera cũng có quét lỗ. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thì để đặt mua miếng cường lực này, các bạn đặt mua qua website của phụ kiện pico.com, và các bạn có thể đặt mua qua phụ kiện Pico ở trên Shopee hoặc phụ kiện Pico ở trên Lazada. Nếu mà đặt mua trên website, các bạn vui lòng chuyển khoản trước cho bên mình khoảng 50.000 tiền phí vận chuyển, và sau đó các bạn chỉ việc thanh toán 50.000 phần còn lại, bên mình sẽ trừ chiết khấu phần các bạn chuyển khoản cho bên mình là 10.000. Tức là các bạn chuyển khoản trước 50.000, các bạn chỉ việc thanh toán 40.000 phần còn lại thôi. Việc thanh toán trước này không là phải làm khó khăn gì với các bạn, mà chỉ đảm bảo rằng là các bạn sẽ nhận hàng. Còn các bạn không muốn chuyển khoản trước thì các bạn đặt qua phụ kiện Pico ở Shopee hoặc là phụ kiện Pico ở trên Lazada, thì các bạn sẽ không phải chuyển khoản trước. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.